các khu vực khác thì sao mình không biết, nhưng mà ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh mình thì áo dài học sinh bắt buộc là phải có cổ, có cổ như thế này. À, cổ cao, cổ thấp gì cũng được, nhưng mà phải có cổ. Và kiểu cổ đầu tiên mình giới thiệu với mọi người là kiểu cổ mình đang mặc này, kiểu cổ tầng. Này là cao 3 cm. Kiểu này thì bạn nào có cổ cao thì mình mặc kiểu này nó rất là đẹp, nhưng mà bạn nào cổ thấp thì mình nên chọn loại cổ nó thấp hơn một chút xíu thì nó dễ chịu hơn ha. Tại vì không phải áo nào mình cũng mặc vừa, do đó là mình không thể mặc vào cho các bạn xem được. Mình mặc vào cho các bạn xem thì nó sẽ chỉ hình dung hơn. Nhưng mà không phải áo nào mình cũng mặc vừa, do đó là mình sẽ để lên đây để cho mọi người dễ hình dung. Màu trắng mà để lên màu xanh như thế này thì nó dễ hình dung hơn. Cái này trong nó giống chiếc cặp ngày xưa mình đi học ha. Ngày xưa mình đi học thì mình sẽ ôm chiếc cặp như thế này, cặp màu đen như thế này, thì trong nó sẽ giống như xinh hơn ha. Nhưng mà đa số bây giờ các bạn là đều là mang ba lô hết vậy, không ai mang cặp như mình. Cái này là của cô chị V ha, ở chị V ha. Cái này là cũng chữ V nhưng mà nó sát hơn và nó thấp hơn. Và đây là kiểu cổ lá sen truyền thống. Cái này là cổ truyền thống hồi xưa tới giờ. Và tiếp theo đây là kiểu cổ vuông hở. Đây, đây là kiểu cổ vuông hở. Cổ này cũng thấp thôi, chừng 2 phân đến 2 phân rưỡi. Thì đa số các bạn học sinh sẽ mặc là từ 2 phân đến 2 phân rưỡi. À, phần lá cổ này là vừa ha. Và kiểu cổ cuối cùng là kiểu cổ gì ạ? Nó sang lài như thế này. Nó cũng dạng lá sen nhưng mà nó gì, nó lài phần này, nó không có cao. Như đây là kiểu cổ lá sen nhưng mà nó này, nó sát. À, cổ lá sen này nó sát, còn cổ lá sen này nó sẽ lài. Nó sẽ lại ra ha. Vậy là mình đã giới thiệu xong 6 loại của áo căn bản dành cho các bạn học sinh.